Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một mẫu xe Chevrolet Spark sản xuất 2009 phiên bản số sàn máy 0.8 máy xăng. Trước lại mang biển số 30A78288. Hiện tại trước lại bên em đang chào bán với giá là 102 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Chevrolet Spark nhỏ gọn xinh xinh và tiết kiệm nguyên liệu này. Đấy. Và sau đây em sẽ quay qua phần vỏ cho các bác xem này. Vâng, sơn chi của chiếc xe màu trắng này, rất sáng bóng sạch sẽ anh em nhé. Hai cụm đèn pha rất đều nhau này. Đấy, một mẫu xe nhỏ gọn xinh xinh và tiết kiệm nguyên liệu này. Đấy, trước lại đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ của em ở số nhà 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng anh em nhé. Đấy, ngay sát ngã tư Long Thành. Đấy, anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Dàn một lốp của xe còn đạt đến 90% anh em này. Dàn một lốp khá là đẹp luôn này. Còn mẫu xe nhỏ gọn xinh xinh này, tiết kiệm nguyên liệu ở thương hiệu của Mỹ này. Cua lốp thì không hề còn mòn anh em này. Sơn xi rất sáng bóng sạch sẽ. Tiết kiệm nguyên liệu mà nhỏ gọn xinh xinh, luồn nách những cái đường ngang ngõ nhỏ quá là ok này. 102 triệu đồng anh em nhé. Vâng, đây là phần lốp sau này. Cua lốp này. Cua lốp thì không hề mòn mòn này. Xe rất cứng xe anh em nhé. Đấy, hai cụm đèn phanh rất sáng bóng đều nhau này. Đấy, trước này được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ anh em nhé. Và sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe này. Đấy, gầm bệ khá là ok anh em nhé. Nhỏ gọn xinh xinh mà tiết kiệm nguyên liệu, thương hiệu của Mỹ. Đấy, sơn xi rất sáng bóng sạch sẽ. Dàn bốn lốp của nó còn đạt đến 90% anh em nhé. Anh em nào đúng chân mẫu xe này mua về chỉ cần đổ xăng rồi chạy. Đấy, dàn lốp xe này. Cua lốp thì không hay mù mòn này. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Đấy, nội thất thì ghế da được trang bị màu đỏ đen anh em nhé. Đấy, xe rất cứng xe. Còn đây là những cái cột kéo đinh bấm của xe này. Đấy, nó vẫn còn nguyên bản anh em này. Đấy, vẫn còn nguyên bản anh em nhé. Đấy, xe không lỗi. Vâng, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên phụ này. Hốc và lề này, 102 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Chevrolet Spark nhỏ gọn xinh xinh và tiết kiệm nguyên liệu. Đấy, tay nắm mở cửa được ốp lốc này, chân kính cũng đã được ốp lốc anh em nhé. Vâng, đây là phần ghế da đằng trước này. Ghế da trước này trang bị màu đỏ đen. Đấy, đây là phần bô lăng này, phần táp lô này. Trang bị cam nồi, cam hành trình trên gương này. Đấy, khóa khiển từ xa này. Đấy, dàn một lốp khá là ok anh em nhé. Cua lốp được không hề mù mọt này. Đăng kiểm còn đến tháng 5 năm 2020 này. Đấy, đăng kiểm dài miên man. Đấy, một mẫu xe nhỏ gọn xinh xinh mà tiết kiệm nguyên liệu.
Vâng, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên lái này. Đấy, táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên lái, bằng lên xuống này. Đấy. Đây là những cái đinh bấm thân nhiệt của xe này. Đinh bấm dàn nhiệt của xe. Chân nỉ nguyên bản theo xe anh em nhé. Chân nỉ đây. Còn đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên lái này. Đấy, chốt khóa này. Đấy, bàn cầm của kính chỉ điện. Đấy, keo chỉ của xe này. Và sau đây em sẽ đi vào phần cốp sau xe cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần cốp sau xe này. Đấy, bản một đầu thì nó cốp nó nhỏ gọn xinh xinh, nhưng nó không được rộng rãi như bản sedan hai đầu nhé. Đấy, keo chỉ của nó này. Vâng, đây là phần lốp số cua này. Đấy, sàn này. Kích lốp đầy đủ anh em nhé. Và sau đây em sẽ tiến sâu bên trong nội thất cho các bác xem. Vâng, máy nó lổ anh em này. Máy lổ rất êm này. Không báo một lỗi gì anh em nhé. Điều hòa thì cực mát luôn. Đây là phần táp lô này. Đây hộp đựng đồ này. Đây quả số này. Phanh tay này. Đấy. Phần xi nhan này. Phun nước gạt mưa này. Hoạt động rất trơn tru anh em nhé. Đây, phần kính lên xuống này. Đấy, hoạt động rất trơn tru. Đây là chắn nắng này. Chắn nắng hai bên đầy đủ này, mở lên có gương trang điểm anh em nhé. Đây phần đèn trần này. Trần nỉ nguyên bản theo xe đẹp luôn anh em nhé. Đấy, cam hành trình, cam lùi trên gương này. Đấy, cam lùi này. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem.
đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2009, phiên bản số sàn 0.8 máy xăng, tiết kiệm nguyên liệu mà nhỏ gọn xinh xinh này. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 102 triệu đồng, chỉ có 102 triệu đồng anh em đã sở chiếc xe Chevrolet Spark tránh mưa tránh nắng cho anh em. Tổng quan khoang máy của chiếc xe, máy nổ rất êm anh em nhé. Vâng, đây là phần lắp capo của xe này. Đấy, lắp capo này. Vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Chevrolet Spark sản xuất 2009, phiên bản số sàn máy 0.8 máy xăng. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 102 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.